Dang, 92. I don't know if that's good or bad. That thing's fake, bro. Oh, it's low. I think it's not accurate. 92.6. All right, they pass. You're supposed to die around 95. That's when you're accurate. Happy holiday from the COVID family. Oh yeah. Yep. We are the positive people. Mình sẽ ta ngó cho ta không có thấy cái gì hết. Hai. Rồi. Trời ơi, nói nó không cười luôn á. Tận trọng mày mày. À giời, bùm. À thôi rồi, đỡ rồi.
Mặc dù COVID-19 đã lấy đi rất nhiều mạng sống, nhưng nó không quá đáng sợ như nhiều người nghĩ. Nếu không may, bạn hoặc những người thân của bạn phải đối diện với nó, hãy cố gắng lên, đừng bỏ cuộc, phải chiến đấu tới cùng bạn nhé. Gia đình chúng tôi ở nhiều lứa tuổi, đã trải qua và chúng tôi đã đang rất khỏe khoắn. Mong các bạn cũng vậy, cầu mong mọi người luôn an bình trong mọi hoàn cảnh. Happy Holidays and Happy New Year!